quý vị, ngày hôm qua, giới chức Mexico cho biết đã phát hiện nhiều thi thể trong một hố chôn tập thể. Cảnh sát nước này đã phát hiện những phần thi thể của ít nhất 35 người bị chôn chung tại bang Jalisco thuộc khu vực bờ biển miền Trung. Jalisco là một trong những nơi xảy ra nhiều vụ chết người tại Mexico. Phần lớn các thi thể bị chôn vùi tại một trang trại ở thị trấn Zapopan. Hiện hai thi thể đã được nhận dạng. Dự báo số thi thể tìm thấy có thể gia tăng khi đội pháp y hoàn thành công tác khám nghiệm hiện trường. Năm ngoái, chỉ riêng bang Jalisco đã xảy ra hơn 2.000 vụ án mạng. Trong 3 tháng đầu năm nay đã có tới 720 vụ. Chính phủ Mexico cho biết hơn 250.000 người đã bị giết hại trong các vụ bạo lực kể từ cuối năm 2006, thời điểm diễn ra cuộc chiến chống ma túy ở nước này. Ngoài ra, hơn 40.000 người vẫn đang mất tích và có thể cũng đã thiệt mạng. Tuy nhiên, số liệu trên chưa tính đến những vụ án liên quan đến tội phạm có tổ chức.